Vâng, trước đây thì tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng có nhấn mạnh tới những cái vấn đề quan trọng mà cần quan tâm của Việt Nam. Vậy thì mời tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng sẽ tiếp tục trình bày vấn đề ạ. Dạ, như đã nói với chị, cái vi phạm quan trọng nhất và nguồn gốc của những vi phạm khác tại Việt Nam đó là vi phạm trong lĩnh vực chính trị. Bởi vì chính điều đó, chính cái sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản là nguồn gốc của mọi sự xấu tại Việt Nam. Đó, cho nên chúng tôi luôn nhìn nhận, chẳng hạn như những vấn đề kinh tế, vấn đề đất đai, vấn đề quyền của người lao động cũng phát xuất từ vấn đề vì có người cộng sản cai trị một cách độc đoán Vâng. mới sinh ra như vậy, cho nên phải tranh đấu tiên khởi quan trọng nhất là vấn đề nhân quyền trong lĩnh vực chính trị. Nhà thấy chị Thưa tiến sĩ, như thế thì có phải là cái thể chế chính trị của cái đất nước đó, nó chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta thấy tại Miến Điện, cái thể chế chính trị quân phiệt nó thay đổi cái vấn đề nhân quyền của Miến Điện, những người mà bị đàn áp, những người Hồi giáo bị đàn áp, thì có phải là vì cái thể chế chính trị nó áp đặt như tiến sĩ nói, thì ngay tại Việt Nam nó là một cái thể chế cộng sản, và cộng sản thì độc tài, và cái chế độ độc tài thì thường nó không cho người dân được lên tiếng, và chính vì cái sự mà họ không được lên tiếng thì khi họ nói những cái điều gì vi phạm vào cái thể chế chính trị thì họ bị đàn áp. Có phải đó là cái mục tiêu mà mạng lưới nhân quyền Việt Nam muốn tranh đấu để mà loại bỏ cái thể chế không? thật sự ra mình phải phân biệt rõ hai cái chị, độc tài và toàn trị. Vâng. Ở những quốc gia khác có khi độc tài nhưng mà không phải là toàn trị. Toàn trị là sao? Toàn trị là khi chế độ những cái người cầm quyền đó họ bao trùm tất cả mọi lĩnh vực sinh hoạt của xã hội gọi là toàn trị. Cho nên ở Việt Nam chế độ cộng sản là một chế độ toàn trị. Cho nên chừng nào có toàn trị, tất nhiên là họ có thể là xâm phạm vào tất cả mọi lĩnh vực từ tôn giáo. Người chế độ độc tài chưa hẳn là chế độ xâm phạm quyền tự do tôn giáo. Họ độc tài vì họ muốn bảo vệ quyền lực của họ. Nhưng mà toàn trị hơn đấy. Toàn trị nghĩa là họ xâm phạm tất cả mọi lĩnh Lĩnh vực vực. của con người. Vâng. Trong đó còn lĩnh vực tâm linh nữa, như Vâng. vấn đề tôn giáo. Tôn giáo. Vâng. Cho nên vấn đề làm sao để một xã hội không còn toàn trị là mục đích của nhân quyền. Dạ thưa chị. Vâng. Thưa vậy, đối với tiến sĩ thì làm thế nào mạng lưới nhân quyền có thể đem cái vấn đề này để đối thoại với Cộng sản Việt Nam? Mình có muốn đối thoại với nó không? Thật sự ra chị nói rằng đối thoại với cộng sản thì giống như đối thoại với củ khoai, thì thật sự là như vậy. Cho nên những cái vụ đối thoại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hoặc là Liên Âu về Việt Nam, Úc và Việt Nam, tôi thấy có những cách hình thức nhiều hơn là thực chất. Bởi vì chừng nào họ còn bám lấy quyền lực, họ còn giữ bốn hiến pháp thì không thể có đối thoại được. Nhà thấy chị, đó là sự thực. Vâng, thưa tiến sĩ, thế thì từ ngày mà thành lập năm 1997 đến nay thì mạng lưới nhân quyền Việt Nam đã thành công trên những lĩnh vực nào và đã làm được việc gì? À, cái này tôi phải trình bày dài trong hơn một chút Dạ xíu. không, vâng. Dạ vâng, tại vì cái sứ mạng của mạng lưới nhân quyền là đấu tranh cho quyền làm người của người dân Việt Nam, đấu tranh và bảo vệ. Thì để thực hiện cái sứ mạng đó thì mạng lưới nhân quyền có ba cái mục tiêu. Thứ nhất, có ba cái lĩnh vực hoạt động. Thứ nhất là đối với là giáo dục. Tất nhiên là chúng tôi cho người dân biết rằng họ có những quyền căn bản của con người bằng cách là chúng tôi chẳng hạn như chúng tôi sẽ lập những trang một trang mạng, chúng tôi ra những cái newsletter, những cái ấn phẩm để phổ biến cho người dân biết họ có quyền. Thứ hai là lần được vận động quốc tế thì chúng tôi có những cái tiếp xúc thường xuyên Vâng. với các tổ chức nhân quyền quốc tế để trao đổi, và chúng tôi cũng có những cái tiếp xúc thường xuyên với các vị dân cử, không những chỉ có Hoa Kỳ nhưng mà của một số quốc gia Úc, Liên Âu. Rồi lần thứ ba là yểm trợ các nhà đấu tranh ở trong nước.
cũng như phong trào đấu tranh ở trong nước, yểm trợ tinh thần cũng như yểm trợ vật chất, chẳng hạn như yểm trợ về vật chất chả có là bao, bởi vì thật sự cái khả năng của chúng tôi cũng tùy thuộc sự đóng giúp đỡ của đồng bào mà thôi. Nhưng mà chúng tôi có những cái trợ cấp, chẳng hạn như là khi người đấu tranh ở trong nước bị cận tù đày, gia đình khốn khổ thì chúng tôi tặng một số hiện kim nhỏ nhỏ, hoặc là đến ngày Tết thì chúng tôi có những món quà Tết gửi cho những gia đình có thân nhân đang ở tù. Rồi về mặt tinh thần, cái này mới quan trọng, thì thứ nhất là chúng tôi đã có được cái giải nhân quyền. Dạ. Giải nhân quyền chúng tôi đã thiết lập năm 2002 và năm nay là lần thứ 20 chúng tôi sẽ trao giải vào ngày 12 tháng 12 này. Đó là ba cái lĩnh vực sinh hoạt mà mạng lưới nhân quyền đang theo đuổi. Dạ thưa chị. Vâng, thưa quý vị, như tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng có cho chúng ta biết là mạng lưới nhân quyền, thực sự cái sự phát triển của mạng lưới nhân quyền là đưa cái tiếng nói và đưa cái quan điểm đến cho người dân. Và cái quan trọng ở đây là làm thế nào để đưa đến cho những người dân ngay ở trong nước để họ có thể hiểu được cái tính cách giáo dục về để mà chúng ta phá vỡ được cái bức tường gọi là tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng cái quan trọng nữa là mạng lưới nhân quyền Việt Nam ở hải ngoại là cần sự giúp đỡ của nhiều mạnh thường quân để có thể có một cái mối quan tâm về vật chất cũng như là về tinh thần đối với những người ở trong nước. Về vấn đề vật chất thì như tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng nói là sẽ tổ chức những cái thể hiện những cái tinh thần đó bằng cách những chút quà cho ngày Tết hay là như thế nào cho những cái nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Thế nhưng thưa tiến sĩ, vậy thì khi mà cái cơ hội của mình đem đến cho người ta nó bị giới hạn, nó giới hạn về vật chất, nó giới hạn về phương tiện để làm thế nào đưa vào trong nước, thì mạng lưới nhân quyền liệu có cảm thấy rằng là cái sự quan tâm của những chính trị gia địa phương nó ảnh hưởng tới cái tiếng nói của mình hay không? Chỉ muốn nói đến cái vấn đề vận động quốc tế phải không? Vâng. Dạ vâng. Thì rất là quan trọng vậy. Vì thế chúng tôi có những cái chương trình tiếp xúc với những cái vị dân cử. Chẳng hạn như chúng tôi vì cái mạng lưới nhân quyền là một cái mạng. Tuy nhiên chúng tôi có nhiều thành viên ở nhiều địa phương khác nhau, không những ở Mỹ và ở các nước Âu Châu và Úc nữa. Bởi vậy, các thành viên đó thường xuyên tiếp xúc với các dân biểu nghị sĩ đợi ở đó. Chẳng hạn như trong cái vụ hiện nay đây, chúng ta đang còn vận động cho cái luật nhân quyền. Vâng. Thì chúng tôi có những thành viên ở tại Texas, Houston tiếp xúc với văn phòng của thượng nghị sĩ Corning. Rồi thì ở Arizona chúng tôi có những một thành viên, họ đã có hẹn trong tuần tới sẽ gặp văn phòng thượng nghị sĩ Sena. Đó là những ví dụ cụ thể. Chúng tôi luôn luôn có những cái ưu tư làm sao để có thể với tay ra, không những với các vị dân cử mà với các tổ chức quốc tế. Bởi vì chúng tôi quan niệm rằng có khi ở trong lĩnh vực chính trị á, chính quyền với chính quyền, thường thường cái vấn đề nhân quyền được đặt ra không sâu sắc, không chỉ tình. Với những cái tổ chức quốc tế họ không có cái lợi ích gì trong tương quan kinh tế về Việt Nam. Cho nên chúng tôi đặt nặng vấn đề liên hệ với các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Amnesty International với là Human Rights Watch. Chúng tôi có những liên lạc thường xuyên với họ để sao? Để mà qua họ, vì họ là một tổ chức quốc tế lớn, họ nói tiếng nói mạnh hơn mình, họ có ảnh hưởng với Việt Nam nhiều hơn mình. Thì chúng tôi làm việc chung với họ để làm sao để gây áp lực bằng dư luận. Nhưng thật sự chúng tôi và các tổ chức đó cũng có cái áp lực kinh tế như là các chính phủ. Thì đó là những cái đường lối mà chúng tôi dùng trong vấn đề quốc tế vận. Dạ thưa chị. Vâng. Thưa quý vị, Phiên An cảm ơn quý vị và xin tạm ngừng trong giây lát để mời quý vị theo dõi các cơ sở thương mại bảo trợ cho đài, và chúng ta sẽ trở lại câu chuyện với tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng.